Chào mừng quý vị cùng quay trở lại kênh Phong Thủy Gia Cát. Chúc quý vị có một ngày mới tràn đầy năng lượng và nhiều tài lộc. Bước sang mùng 5 tháng 12 âm lịch, những con giáp này sẽ được thần tài chiếu mệnh, nhất là các bạn làm trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán. Hôm nay nếu bán hàng được thì các bạn sẽ đắt hàng như tôm tươi, một vốn bốn lời, buôn may bán đắt. Đó là các con giáp dưới đây. Thứ nhất là tuổi Tý, thứ hai tuổi Thìn, thứ ba tuổi Ngọ, thứ tư tuổi Mùi, thứ năm tuổi Tuất và cuối cùng là tuổi Hợi. Các bạn hãy cùng kiểm chứng với mình xem có đúng không nhé. Tuổi Tý. Xem tử vi, đây là ngày để bạn hành động và đạt được những mục tiêu đề ra với sự nâng đỡ của chính ấn. Thông qua những nỗ lực của bản thân, bạn không gặp khó khăn khi vươn tới cái đích mình mong muốn. Đây chính là ngày bạn chinh phục trái tim mọi người. Ngũ hành tương sinh mang tới những thuận lợi mà bạn không ngờ tới. Những người đang tìm việc, bạn có thể nhận được lời khuyên từ những người lớn tuổi, nhiều kinh nghiệm. Chuyện tình cảm ngay hôm nay khá tốt đẹp, cũng như ngũ hành tương sinh, người đã có đôi có cặp sẽ được tận hưởng những giây phút ngọt ngào bên nửa kia của mình. Bạn và người ấy luôn cùng nhau san sẻ mọi chuyện trong cuộc sống. Chính vì vậy mà quan hệ đôi bên ngày một gắn kết. Hai bạn có thể cùng cổ vũ, tạo động lực cho nhau không ngừng vươn lên. Tình hình sức khỏe, thể chất của người tuổi Tý nhìn chung không thay đổi, không có dịch chuyển gì quá lớn lao trong thời gian này. Người trẻ tuổi phấn đấu trong sự nghiệp có thể sẽ phải làm việc khá vất vả, song bạn không nên khiến cơ thể rơi vào tình trạng lao lực. Dù có đang làm ăn lớn đến thế nào đi nữa, bạn cũng cần sắp xếp thời gian cho mình được nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng. Để đường công danh, tài lộc thuận lợi, gia chủ tuổi Tý nên sử dụng vật phẩm phong thủy. Tam hợp quý nhân thân Tý Thìn của phong thủy Gia Cát, đặc biệt là vòng cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi Tý để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Tuổi Thìn. Người tuổi Thìn tiền bạc rủng rỉnh trong hôm nay, thế nhưng thiên tài nhắc nhở cho bạn nhớ rằng nên dành hết tiền tiết kiệm, đảm bảo cho tương lai của mình trước khi nghĩ tới việc mua sắm thỏa mãn sở thích cá nhân bạn nhé. Nhờ có tam hội hỗ trợ mà bạn trở nên hài hòa, dễ chịu hơn với mọi người. Sự khéo léo trong hành xử giúp bạn ghi điểm trong mắt người lớn. Thực ra bạn thể hiện sự chân thành chứ không hề cố tình gây ấn tượng với mọi người. Mộc thổ tương sinh cho thấy sức khỏe của bản mệnh đang tốt lên. Bạn đã biết nên ăn món gì và không nên ăn những gì gây hại cho sức khỏe của mình. Việc này thực sự có lợi cho những ai đang điều trị bệnh tật. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thìn cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân thân Tý Thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Ngọ. Công danh sự nghiệp của người tuổi Ngọ thăng tiến không ngừng, liên tục có sự thay đổi, mở mang theo chiều hướng tốt. Dù làm ăn xa hay ngoại giao đều gặp được quý nhân phù trợ, thu về thành quả đáng ngưỡng mộ. Người làm công ăn lương giữ vững tinh thần học hỏi và phấn đấu không ngừng, rất dễ khẳng định năng lực, được cấp trên đề bạt, không ít cơ hội thăng tiến ngay trong tầm tay, nên chủ động nắm bắt. Tam hợp nhắc nhở bản mệnh trong đời sống tình cảm, bạn và nửa kia cần cẩn thận hoạch định hướng đi lâu dài, chú ý đến những áp lực về tiền bạc, cân bằng thu chi. Đừng quên bạn luôn luôn nhận được sự chúc phúc từ những người xung quanh trong mối quan hệ tốt đẹp hơn. Mộc hỏa tương sinh hỗ trợ cho bản mệnh tìm được cơ hội mới từ nghề phụ để gia tăng thu nhập. Tử vi tuổi Ngọ ngày 5 tháng 12 năm 2022 âm lịch cho thấy Ngọ có sức khỏe khá tốt, không mắc các bệnh nghiêm trọng, có ốm đau cũng dễ gặp thầy gặp thuốc, mau lành. Tuy nhiên luôn có hung tinh rình rập, cảnh báo tuổi Ngọ vấn đề đi lại, đề phòng họa huyết quang, tai nạn xe cộ hoặc bị vật nhọn đâm phải, gây chảy máu, thương tổn. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Ngọ cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Sần Ngọ Tuất để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Mùi. Người tuổi Mùi đã có cơ hội cải thiện tài chính sau một thời gian tìm kiếm. Dưới sự che chở của chính tài, bạn cảm thấy ngoài chuyện tiền bạc, bạn cũng cần phải nỗ lực tìm kiếm một nền tảng mới, xác định lộ trình phù hợp cho bản thân và có ý định hướng rõ ràng hơn. Mộc thổ tương sinh tạo ra cơ hội hay ho để người độc thân tuổi Mùi gặp được người khác giới phù hợp. Đối phương có vẻ quan tâm tới bạn thật lòng, hãy cho họ có cơ hội theo đuổi và tìm hiểu, đừng cố chấp quá nhé. Ngày 5 tháng 12 năm 2022 âm lịch là ngày can giáp. Ngày can giáp không trị bệnh ở đâu, do đó bản mệnh lưu ý điều này để tránh tác động vào vị trí này trong hôm nay. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mùi cần luôn mang theo bên mình
Phòng tam hợp quý nhân hợi Mão Mùi để trợ mệnh hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Tuất, cục diện tam hợp đem tới những tác động tích cực cho chuyện làm ăn. Người làm đầu tư kinh doanh có thể nhân cơ hội này để mở rộng thị trường, ký kết hợp đồng với đối tác. Thời điểm này bạn có thể làm quen được với những đối tác, khách hàng đầy triển vọng. Đối phương không những muốn hợp tác lâu dài với bạn mà còn sẵn lòng giới thiệu thêm cho bạn những mối khách hàng mới. Tam hợp ghé thăm, dự báo có thể nhận được tin vui về kết hôn, mua nhà, chung sống hay bước vào mối quan hệ ổn định. Người độc thân gặp may mắn trong tình duyên, có thể bắt đầu một mối quan hệ mới. Nhìn chung, người tuổi Tuất có con đường tình duyên hanh thông, bằng phẳng trong thời điểm này. Dù là người độc thân hay đã tìm được nửa kia của mình, bạn cũng tận hưởng niềm hạnh phúc đáng quý. Người độc thân có thể nhân cơ hội đầu năm để giao lưu, gặp gỡ với những đối tượng khác nhau. Khi được người thân hoặc bạn bè giới thiệu cho người này, người khác, bạn cũng nên nhiệt tình chấp thuận. Tình hình sức khỏe của người tuổi Tuất nhìn chung ổn định, bạn không đau ốm, bệnh tật, nên tinh thần luôn hăng hái, nhiệt tình, sẵn sàng tập trung cho công việc hoặc gặp gỡ bạn bè, đối tác, mở rộng mạng lưới quan hệ. Tuy nhiên, bạn cần hạn chế các hoạt động vui chơi, tụ tập vì nguy cơ bệnh dịch vẫn luôn tiềm ẩn. Bạn cũng nên sinh hoạt khoa học hơn, tránh ăn các món quá nhiều dầu mỡ hoặc quá cay nóng, gây ảnh hưởng đến dạ dày. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tuất cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Hợi. Tử vi ngày 5 tháng 12 năm 2022 của 12 con giáp, thiên ấn trao cho con giáp tuổi Hợi cơ hội giải quyết những bất mãn tại nơi làm việc, cũng như các vấn đề tình cảm được tháo gỡ. Nếu bạn muốn mọi việc đạt kết quả tốt hơn, hãy chú ý đến những gì người khác nghĩ, thay vì đặt trọng tâm vào bản thân. Lục hợp che chở cho người độc thân có thể biến mối quan hệ đồng nghiệp, bạn bè thành tình yêu, tuy nhiên nên thận trọng. Người đang tìm việc thì nên lưu tâm tới tính ổn định và thực tế nhiều hơn là mơ mộng viển vông. Ngũ hành tương sinh cho thấy những dự đoán mà bạn từng nghĩ tới đã trở thành hiện thực. Việc này có lợi cho việc đầu tư, kinh doanh của bạn vì hơn ai hết, bạn hiểu rõ mình đang làm gì với mục tiêu cụ thể như thế nào. Với người đã lập gia đình, quan hệ giữa vợ chồng bạn nhìn chung tiến triển tốt đẹp. Bạn và người ấy đều biết bao dung và nhường nhịn nhau nên bầu không khí trong gia đình vào năm mới thì luôn hài hòa và ấm áp. Để đường công danh tài lộc được thuận lợi, gia chủ tuổi Hợi nên sử dụng vật phẩm phong thủy. Tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi của phong thủy Gia Cát, đặc biệt là vòng cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Hợi để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thưa quý vị, ngày 5 tháng 12 năm 2022 âm lịch, tức thứ ba ngày 27 tháng 12 năm 2022 dương lịch, là ngày Giáp Dần, tháng Quý Sửu, năm Nhâm Dần. Ngày này có nạp âm là Đại Khê Thủy, ngày Giáp Dần thuộc hành thủy khắc hành hỏa, đặc biệt là tuổi Mậu Tý, Bính Thân, Mậu Ngọ thuộc hành hỏa không sợ thủy. Ngày Dần lục hợp Hợi, tam hợp Ngọ và Tuất thành hỏa cục, xung thân, hình tị, hại tị, phá Hợi, tuyệt Dậu. Các tuổi bị xung khắc với ngày là tuổi Mậu Thân và Bính Thân. Quý vị thân mến, như vậy chúng ta vừa tìm ra 6 con giáp may mắn nhất trong hôm nay. Quý vị có thuộc một trong những con giáp may mắn ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và chúc mừng bạn nhé! Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn, hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989 349 119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn!